cũng nó lốt không trả, nhưng mà cán bộ không nhiêu phải trả. Nhưng cử anh là về vui là tôi không trả. Làm đi 2 giờ đâu sẽ hỏi trả. Cán bộ đang làm là cán bộ đang công tác là trả 20%. Có được. Trả lưỡi giả, trả thường gặp không? Để chúng ta có giấy già thì là phải trả không? 1 triệu thì phải trả 200 ngàn. Còn người già chứ về vui đó thì phải trả. Phải trả. Không mua nhiều thì nó mới tính. Xin mày cái gì vậy? Nhưng báo hiểu mà nó kêu sao? Không lấy mấy chai. Lấy đâu? Lấy mấy chai ăn đi. Nó ăn gì mà kiểu vậy chứ? Lấy cho đi mà. Lấy cho đi mà. Để bà về nhiều. Của ông mày tôi ngon mà. Anh tạo cho tôi xa. Nada.